Xin chào cả nhà. Hello. Chào buổi tối. Mọi người cơm nước xong chưa? Lý Bạch Yến à, vào đầu tiên ha. Thì Yến Kim Hiền đang xem. Hôm nay thì là một ngày chuẩn bị cuối tuần rồi, thành ra Quy Linh vừa mới đi làm về à, cũng muốn chia sẻ với mọi người một vài điều có thể giúp ích cho mọi người trong cuộc sống ha. À, xin chào Bích Liên, Quỳnh Ru, Lê Ngọc Thanh khỏe, cảm ơn nhiều. Linh đang ngồi ở nhà đây. Phan Trung đang xem hả? Kim Xuyến dạ rồi, ăn cơm rồi. Lê Mỹ Quyên, xin chào Nguyễn Kim Thoa, Quế Trân, hello, Kiếp Long Đông, xin chào Nguyễn Châu, chào Văn Anh Võ, chào con, đang xem hả? Em chuẩn bị ngủ hả? Thôi, khoan ngủ là Đào Thanh, nói chuyện chút xíu đi nha, Dũng Đức, Bích Trâm, xin chào, chào Nguyễn Kim Thoa, Lê Tuyền, Nguyễn Trúc Linh, Hoài Phạm, dạ xin chào, em xin chào. À, con Nguyễn Gia Thảo đang xem nữa. Nguyễn Gia Thảo đang ở đâu vậy trời? Nhớ để quên, xin chào Thảo Phương, Vân Anh Nguyễn, Lê Quốc Trường, Lê Phẩm Nhung, Vân Anh Võ, xin chào con, khỏe chứ hả? Bây giờ thì Quỳ Linh đang ngồi ở nhà đó, đây hơi không khí nhà nè, sau một cái ngày làm việc mệt nhọc ha đó. Quỳ Linh ngồi ở nhà đấy, rất là yên bình trong cái giây phút này. Hay hay con của Quỳ Linh à, Chào mọi người. Lem ăn giỏi, chào mọi người đi. Ủa Lem đang đọc sách gì vậy? Dạ, Linh đang đọc sách Hiểu Về Trái Tim. Đâu đưa cái bìa bà xem. À, Hiểu Về Trái Tim. Hiểu Về Trái Tim để hiểu mọi người ha. Thật dễ, chào mọi người đi. Anh chào anh Bữa nay con tụi con vui không? Ngày mai thứ bảy chủ nhật làm cái gì? đi chơi. Đi chơi hả? Rồi chiều thứ bảy chủ nhật làm cái gì? Đi học hả? Học gì? Học toán hả? À. Chừng nào tụi con đi học lại vậy? Dạ, ngày 22. 22 hả? Rồi, thôi tụi con đọc sách đi. Em dễ đọc sách đi đó, không khí nhà Linh nè mọi người. Đó. Đây là ngoài sân vườn cho người thấy nha, ngoài sân vườn đây. Ở ngoài sân vườn thì nhà Linh trồng hồng, bà xã Nguyễn Già Thảo là trồng hồng nha. Đó. Đây buổi tối, thì nó không khí hơn chút xíu đó đó, cái hành lang nhà Linh nè mọi người. À. Buổi tối ở ngoài trời thì tối nhưng mà ở trong nhà thì sáng trưng à. Đó. Đó. Cảm ơn trái bí đỏ nha. Rồi Mỹ Duyên. Rồi cảm ơn nhiều. Quỳnh Trâm Phan. Đó, nhà Linh buổi tối như thế này. Đó. Có mấy cha con nhà thôi. À, bà xã chắc đang trên lầu hay gì đó. Đây. Không khí nhà Linh ban đêm. Cũng có một vài đây, cái thác nước buổi tối đánh đèn lên rất là đẹp ha. Đó. Sân vườn ở ngoài à, sân vườn ở ngoài. Xin chào Diễm Y Huỳnh, Mỹ Duyên, cảm ơn nhiều. Hay Trần Hảo đó, phía bên ngoài à. Tony Vũ, tí tí anh đang xem nữa nè, là em kìa, chào anh tí anh đi. Liên Nguyễn, dạ. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô Liên Nguyễn. Dạ. À. Chào Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Mọi người biết sao không? À, hôm nay mưa quá. Đúng ra Linh quay cho tới khoảng 10 giờ, 9 10 giờ. Ngày hôm qua thì Linh ra mắt cái bộ phim là
biết gì chưa, 888 đó, thì Linh đóng vai cái ông Oisin. Oisin là quản gia suốt ngày nè, nấu cơm nấu nước này kia. Gì nghe Oisin khoái không hả? Ở nhà sáng ba làm gì nè, kể cho mọi người nghe coi. Sáng ba làm gì? Đi chợ nấu ăn rồi làm gì nữa? Chở con đi học hả? Ba dậy sớm không? Dạ sớm. À dạ. Ba đi chợ hả? Dạ. Ở ngoài chợ nhiều người biết ba không? Dạ. Ba đi chợ lần nhiều không vậy? Nhiều. Hả? Nhiều hả? Sáng ba nấu ăn cho tụi con ăn được không? Dạ cũng được. Cũng được hả? Ba hai nấu món gì? Dạ trứng chiên. Dạ thích ăn món gì ba làm? Dạ mì tôm. Mì tôm trời ơi. Thì kỳ á, còn hai đứa con Linh á, đứa thì thích ăn trứng chiên, đứa thì thích ăn mì tôm, tức là có nghĩa là sáng nào Linh cũng nấu trứng chiên với mì tôm hết trơn á. Bánh mì chín quẹo, nghe vừa nói tới trứng chiên là có bánh mì rồi ha. Rồi ba Bùi Hiển, hành xí muội, Bùi Quy. Rồi mọi người biết không, mấy ngày qua thì Linh cũng vừa đi với một công ty du lịch, một trong những công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, đó là công ty du lịch Việt đó. Linh đi Phượng Hoàng Cổ Trấn với lại cái nơi với lại Thiên Môn Sơn, cái nơi mà phim Avatar đã quay cùng với phim Tây Du Ký đó, rất là nổi tiếng. Thì qua bên đó thấy nó cũng rất là đẹp ha. Thật sự Linh cũng đi công việc rồi kết hợp với gia đình đi chơi thôi, được 3 ngày thưa quý vị, đi nói chung là rất là thoải mái. Cũng nhờ một cái công ty du lịch Việt họ chăm sóc rất là tận tình chu đáo, nên thấy nó khỏe lắm, vui nữa. Về tới nơi thì lao vào công việc luôn, nhưng mà giờ Linh cũng bây giờ thì Linh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái thông tin là mọi người có thấy gọi là đau lưng không? Bởi vì cái đau lưng đó, ngày xưa thì cái độ tuổi khoảng 30, 40, thậm chí 50 này kia trở lên mới đau. Bây giờ thì khoảng độ từ 20, 25 đã đau lưng rồi quý vị. Đau lưng tức là nó đau âm ỉ trong cái thắt lưng đó. Rồi từ từ mà nếu không kiểm tra, không đi kiểm tra rồi không đề phòng thì không kiểm soát được thì dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Người ta nói thoát vị đĩa đệm là một trong căn bệnh rất là khó chịu nha. Thoát vị đĩa đệm á, nó đau nhất lắm. Linh làm chương trình Vượt Lên Chính Mình á, hơn mười mấy năm đó mọi người. Và Linh cứ đứng ngoài nắng chạy tới chạy lui là làm MC trên phim trường, làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đỡ hơn chút xíu, là ngồi nhưng cũng đứng suốt vậy quý vị. Mà ngồi hoài cũng đau lưng, mà đứng hoài cũng đau lưng đó quý vị. Linh cũng nghĩ sức khỏe của mình mười mấy năm qua cứ đứng suốt từ sáng đến chiều tối, thậm chí là vùng sâu vùng xa trải dài như vậy đó, thành ra cái lưng nó có vấn đề quý vị. Lần trước thì đi khám bệnh á tại Đại học Y Dược thì Linh mới phát hiện là mình bị thoát vị đĩa đệm, và nó đau lưng lắm, nó đau âm ỉ, thành ra là Linh sức khỏe Linh cũng yếu, thành ra Linh không có làm nổi cái chương trình Vượt Lên Chính Mình nữa đó. Chứ thật sự Linh rất yêu chương trình đó. Vượt Lên Chính Mình là một chương trình nó gắn liền với cả cái tuổi thanh xuân của Quyền Linh ha. Linh sống với Vượt Lên Chính Mình mười mấy năm đó quý vị, đi suốt các vùng miền đất nước để đem đến những cái niềm vui hạnh phúc, đem đến cái sự kết nối cho người nghèo. Và qua đó thì Linh nhận cũng rất nhiều cái tình yêu thương của khán giả, nhưng bởi vì bị thoát vị đĩa đệm á, đứng không có nổi nữa quý vị, nên phải đau lắm. Và về không biết cách nào chữa, không biết mọi người có ai bị đau lưng không? Những cái bạn trẻ nha, tám mấy, chín mấy á, các bạn cũng cẩn thận. Ngồi quá nha, làm văn phòng hiện nay cũng rất là nhiều người bị đau lưng ha. Những cái người mà có công việc đặc thù như là vác nặng nè, đi nhiều nè, đứng nhiều nè, thí dụ như là ca sĩ nè, MC nè, rồi những người ngồi văn phòng mà ngồi hoài. Nếu như những người làm văn phòng thì lâu lâu mình đứng lên chút xíu, mình lắc cái lưng qua lắc cái lưng lại chút xíu thì nó đỡ, chứ không mà ngồi hoài là nó cũng bị đến ngày thoát vị đĩa đệm đó. Mọi người có ai bị giống mình không nha, vào mình sẽ chia sẻ cho vấn đề rất là hay.
ai bị đau lưng, nhức lưng ha, đau ngay thắt lưng thì vào Linh sẽ chia sẻ. Bởi vì sau cái chuyến mà Linh đi vừa là chứ mình năm thứ 13 đó, thì Linh về Linh đứng không nổi nữa quý vị. Nằm cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, thậm chí khum xuống ho cũng đau nữa mọi người. Đau lắm. Nhiều khi đứng dẫn chương trình mà mọi người biết không, đau chảy nước mắt luôn vậy đó. Đứng không có nổi. Cho thấy rằng là thoát vị địa điểm là một trong những căn bệnh hết sức là nguy hiểm ha. Thì Linh chủ quan vì mình khỏe thôi. Bởi nông dân mà cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời suốt quanh năm suốt tháng, thành là cũng là một cái dạng nông dân cũng khỏe. Thành là Linh mới sống vượt lên chứ mình mười mấy năm đó quý vị. Chứ không đi không nổi đâu, nắng chang chang như thế. Rồi mình nghĩ sức khỏe mà không đi khám, và khi phát hiện đi chụp hình, phát hiện thì mới biết rằng thoát vị địa điểm. À, thoát vị địa điểm thì không đứng được, đau cũng ấy mà ho cũng đau nữa quý vị. Nằm ngủ, nó cũng nhức, rất là nghiêm trọng nha quý vị. Linh hỏi rất là nhiều người và uống thuốc Tây. Uống thuốc Tây thì nó nóng, uống rất là nhiều loại thuốc cũng bớt đau, nhưng mà nó lại tái đi lại, bắt đầu nó có những cái tác dụng phụ đó mọi người ha. Mà hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói nếu mà ấy thì phẫu thuật rất là phức tạp. Nhiều người đã uống thuốc Tây quá thì nó tác dụng phụ, có rất nhiều tác dụng phụ tùy theo cơ địa nha mọi người. Linh có đi chích nhưng mà chích xong rồi một thời gian thì nó cũng tái phát lại thôi. Đi châm cứu cũng có, một lần đi châm cứu như vậy là một cũng 100, 150, 200, có khi 300, nhưng mà rồi nó cũng đau nữa quý vị. Bắt đầu nó đau âm ỉ như thế và hoài luôn. Rồi một hôm á, Linh tình cờ Linh xem chương trình, gọi là xem một chương trình giới thiệu trên TV đó, Sống Khỏe, đúng rồi, Sống Khỏe Mỗi Ngày của VTV2 đó mọi người. Thì Linh mới nghe một cái bác sĩ về trưởng khoa đông y của bệnh viện 108 ở Hà Nội mới chia sẻ. Trưởng khoa đông y của bệnh viện 108 á, là bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Đúng rồi, bác sĩ Khánh Toàn. Bác sĩ Toàn là một sĩ rất là giỏi về đông y ha, chia sẻ. Thì Linh chú ý quý vị, chia sẻ trên một cái cơ sở chứng minh lâm sàng nha, chứ không phải là chia sẻ. Thì đó, một trong thuốc mình hay dùng thuốc Bắc nè, thuốc Nam thì nó cũng đỡ đỡ, rồi thuốc Tây này kia. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ Toàn chia sẻ thuốc đông y đó quý vị. Thì Linh mới nghe thì Linh thấy cũng được. Trong cái chia sẻ đó thì thuốc đông y đã chữa trị cũng rất là nhiều cái người khỏi đó quý vị. Linh mới lên YouTube xem thì thấy có những cụ là 82 tuổi, 70 mấy tuổi, 50 mấy tuổi, 40 mấy tuổi, những anh chị 50 mấy tuổi chữa trị bằng cái thuốc đông y hết quý vị. Đó là một cái loại gọi là thuốc An Cốt Nam đó quý vị ha. Thì lúc đầu Linh cũng định muốn thử, nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu. Sau đó Linh vòng vòng thấy có mấy nghệ sĩ họ cũng nói họ đã dùng An Cốt Nam rồi. Đi về ở nhà Linh thì Linh mới đi chiều đi tập thể dục vòng vòng sớm nè. Linh đâu thì cũng gặp một số cụ ở xóm Linh đó, là cũng đi tập, cũng nói cũng dùng An Cốt Nam rồi. Thành ra là hôm nay là Linh muốn giới thiệu quý vị cái An Cốt Nam rất là tốt. Và từ đó thì Linh mới bắt đầu gặp liên lạc với An Cốt Nam thì để Linh được tư vấn đó mà. Thì Linh thấy hiệu quả rất tốt quý vị. Sau khi tìm hiểu thì mình sử dụng thì thấy nó giảm khoảng 60-70, xong rồi 80 quý vị, 80%. Và bắt đầu Linh sau thời gian khoảng chừng 5-6 tháng sau, Linh bắt đầu đi làm chương trình lại. Và Linh hồi đó thì nếu quý vị chú ý thì khi Linh làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Linh ngồi không mà Linh đi không có nổi. Những lúc đó Linh ngồi không mà đứng lên chút xíu cái Linh đau quá, Linh chịu nổi Linh ngồi xuống. Và sau khi Linh mà sử dụng cái loại thảo dược An Cốt Nam đó thì tự nhiên mình thấy nó bớt quý vị, bớt 60-70% vậy đó. Nó có những cái điều rất là hay ha. Đặc biệt thì An Cốt Nam là một, không phải là một cái liều thuốc mà là một bài thuốc luôn, một cái liều điều trị. Nó có một cái phác đồ điều trị đàng hoàng quý vị. Nó chia rằng các liều điều trị, thí dụ như là phác đồ điều trị là liều thứ nhất là gồm 10 ngày, liều thứ hai 10 ngày, liều thứ ba cũng 10 ngày, liều thứ tư. Nếu chúng ta dùng khoảng chừng 3 liệu trình đó thì chúng ta thấy khoảng 67%, khoảng 5 liệu trình thì chúng ta cảm giác là đến gần như 80-90% là khỏi đó quý vị. Nhưng mà phải kết hợp với lại vật lý trị liệu nha. Khi mà
nó đau cái thắt lưng bắt đầu đứng lên. Đây, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu quý vị một chút xíu về cái hộp ăn cốt nam đây, ha, cho quý vị xem. Đây, ăn cốt nam. Đây là cái bên là trái đào. Ăn cốt nam cái hộp nên sử dụng rồi. Cái hộp này là cái hộp này là Linh mua một liệu trình là 1,2 triệu nha quý vị. Liệu trình là 1,2 triệu. Mình mở ra mình có một cái đĩa DVD này nè, để mình có thể tập vật lý trị liệu hoặc có thể sử dụng theo. Đây là toàn bộ cái gọi là cái giấy, một cái liệu trình để cái hướng dẫn đó ha, để mọi người. Và đây là cái cao dán nè quý vị, cao dán ha, cao dán. Còn đây là thuốc. Đây là cái thuốc thảo dược mình pha với nước nóng nha. Đó, đây nó có thuốc thảo dược, có một cái liệu trình 10 ngày thì nó gồm như đó đó quý vị ha. Thì để Linh chia sẻ tiếp cho quý vị. Bởi vì cái cột sống của mình á, nó bị ép, dồn ép cái gân á, nó bị áp lực dồn ép cái lưng. Bởi vì còn một cái con người ta nặng chừng 50-60 kg, 70 kg, thậm chí người vậy 80-90 kg thì nó ép, nó tạo áp lực rất là nặng cái cột xương sống đó. Thoát vị địa điểm nó chèn ép cái lưng và nó tạo nên cái sự nhức nhối khó chịu lắm ha. Và mua ở đâu hả? Chút xíu Linh sẽ nói mua ở đâu cho. Thì nó có hai cái cơ sở, một đó là Tâm Minh Đường ở Hà Nội, hai là An Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nó có hai cơ sở đó ha. Cơ sở An Cốt Nam thì chúng ta có một số điện thoại cũng quen thuộc, đó là nhiều người biết đó, là 0931 24 tứ quý 2, 0931 242 22 ha. Lý Điệp, tôi cũng giống như bạn. Trời đau lắm Điệp ơi ha. Thì mọi người, Linh sẽ để trên Facebook, mọi người cố gắng liên hệ nếu ai có cái đau nhất đó. Thật sự là chúng ta điều trị rất là hiệu quả. Thì chúng ta liên hệ ngay với An Cốt Nam để chúng ta được tư vấn. Ở đó sẽ có nhiều cái dược sĩ, nhiều bác sĩ, thạc sĩ, bác sĩ Toàn sẽ hướng dẫn, sẽ nói chuyện ở trên cái VTB2 chúng ta. Vào YouTube chúng ta xem có đó, mọi người vào YouTube xem đi có đó. Thành ra là Linh giới thiệu mọi người đi, Linh điều trị Linh thấy nó tốt ha. Một cái liều điều trị như vậy là 10 ngày. 10 ngày thì 3 ngày đầu á, 3 ngày đầu chúng ta thấy Linh uống 3 ngày vừa uống nha. Quý vị uống đây, pha gói nè, pha cái gói này uống thì nó có mùi thảo dược rất là thơm nha. Nó thơm lắm, không có gì đâu, nó rất là thơm. Rồi sau đó thì chúng ta dùng miếng cao dán này nè. Cao dán này chúng ta lột cái phía cái keo ra, nó còn cái miếng màu đen ở trong, nó dán vào chỗ đau. Cái cao dán này dán vào chỗ đau thì cái sức nóng nó sẽ lan tỏa, nó thơm lắm, nó lan tỏa xuống cái hơi nóng xuống cái cột sống đó mọi người. Thì nó đỡ đau hơn và từ từ nó thấm vào bên trong cùng với uống, tức là trong uống ngoài dán đó, gọi là liệu trình điều trị trong uống ngoài dán đó. Thì sau 3 ngày nó chưa thấy gì, nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm bắt đầu thấy nó nhức hơn, nó đau hơn nữa mọi người. Linh mới sợ quá, Linh mới gọi lại cái cơ sở của An Cốt Nam này nè. Thì Linh được các tư vấn viên họ nói rằng là thuốc bắt đầu có tác dụng. Nó bắt đầu nó thấm vào trong các xương cốt đó của mọi người. Và nó có tác dụng. Nó có tác dụng, bắt đầu nó nhức lại. Nó nhức. Đến ngày thứ 6, thứ 7 bắt đầu nó hết. Thứ 10 bắt đầu Linh đứng. Thường Linh đứng một chương trình như vậy, Linh quay 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Một ngày Linh quay 5 chương trình, có khi Linh đứng mười mấy tiếng đồng hồ trên sân khấu đó quý vị. Ha? Và cảm giác nó bình thường. Bắt đầu nó bớt rồi. Hồi đó là dẫn chương trình Vì Bạn Xứng Đáng đó, Linh đứng từ sáng đến chiều là Linh rung hai cái chân mình, nó nhức, trời nó nhức chịu không nổi. Mọi người biết rằng Vì Bạn Xứng Đáng, một chương trình Linh quay gần 3 tiếng đồng hồ, mà một chương trình mỗi ngày vậy Linh quay 5 chương trình đến mười mấy tiếng, nó nhức chịu không nổi luôn. Thành ra là Linh mới sử dụng An Cốt Nam. Thì sau đó Linh dẫn chương trình Vì Bạn Xứng Đáng đứng nguyên ngày, nó không có đau nha mọi người. Và sau liệu trình thứ 5 thì Linh cảm giác rằng nó đỡ đau rất là nhiều, và gần như từ từ nó thấm và nó hết luôn quý vị. Đến bây giờ thì nếu như vừa Linh cứ tập gọi là vật lý trị liệu, tập hàng ngày thì nó giãn cái gân ra đó, thì nó sẽ rất là thoải mái. Mình những người mà bị đau thoát vị địa điểm, mình không xuống rất là đau nha, không xuống đau dữ lắm.
Sau đó thì nó không có đau nữa. Bây giờ mình uống là nó cái gân cốt nó bị nó được gọi là thoải mái, nó không có đau nữa. Rồi bắt đầu là Linh mới giới thiệu cho nhiều người nha. Mọi người sử dụng rất là có tác dụng nha mọi người ha. Thành ra là nó nói là chúng ta cứ sử dụng đi, nó dễ uống lắm mọi người. Chúng ta pha vào nước ấm, một ly nước ấm, xong rồi uống cái nó thơm mùi thảo dược lắm. Xong lấy cái keo này dán vô chỗ đau nè. Và tránh nha, những cái nơi mà bị gọi là hở da, hở thịt ra, chúng ta không nên dán cái này, nó rất là nguy hiểm ha. Thì cao dán vào bị nó cảm giác nó nóng lên người á. Chúng ta sẽ cảm giác nó lan xuống, nó đỡ nhất nha mọi người. Đỡ nhất rất là nhiều. Tuổi từ 27, Linh hỏi các bác sĩ về gọi là thần kinh rồi xương sống rồi thoát vị đi đệm, thì các bác sĩ tư vấn là bắt đầu từ 27 tuổi chúng ta sẽ gọi là có cơ hội đó ha. Cơ hội là nó sẽ đau nhất ở lưng. Nếu chúng ta đứng hoài, chúng ta không đề phòng thì nó hết sức là nghiêm trọng luôn nha. Mình đứng hoài, mình ngồi hoài cũng đau nữa. Thành ra là lúc đó chúng ta phải kiểm tra ngay và đến bác sĩ để chụp xem cái nó có bị một chút gì đó về thoát vị đi đệm không. Để nói chút xíu về An Cốt Nam, thì An Cốt Nam nó gồm có gọi là bí kỳ nam này ha. Trong cái này nè, nó có bí kỳ nam, rồi nó có sâm ngọc linh, rồi trư lũng thảo, rồi hương nhu tía. Đây nó có những cái dược liệu rất là quý nè, bí kỳ nam nè, rồi sâm ngọc linh, rồi trư lũng thảo, rồi hương nhu tía. Thì trong đây nó có cao ha quý vị ha, cao làm từ những cái loại thảo dược đó. Chị Tuyết Anh hả? Cái số điện thoại đó chị Tuyết Anh, số điện thoại liên lạc là chị ghi lại giùm Linh nè. Linh đọc, nếu mà có đau nhất hoặc thoát vị đi đệm á, chị ghi lại An Cốt Nam nha, 0931242222, 0931242222 nha quý vị, nha chị. Để cho có tư vấn viên, Linh nói thì em nói thì nó có lẽ không có, nhiều khi quên, nhưng mà có điện thoại đi, ghi số điện thoại lại mình sẽ nhớ ha. Đúng rồi, 093 Linh đọc lại nha, 0931242222 là tứ quý 2 đó mọi người, mình nhớ nha. Thành ra là chúng ta sẽ có hai địa chỉ ngoài Hà Nội, hai địa chỉ là ngoài Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như chúng ta để mà nguy hiểm á, thì chúng ta phải phẫu thuật. Mà phẫu thuật á, thì nó rất là phức tạp. Khi mà Linh hỏi các chuyên gia về mình đang nói đau nhức lưng mà hai con mình đang trẻ này chưa đâu ha. Con chơi gì á? Chúc con đờn cho ba nghe bà nha. Cái phẫu thuật á mọi người, thì Linh hỏi thì nó tốn, nếu phẫu thuật về thoát vị đĩa đệm á thì nó tốn khoảng độ chừng 50-60 triệu, thậm chí hơn nữa tùy theo nha quý vị. Còn nếu như chúng ta đi châm cứu thì đến 150-200 ngàn, mà phải rất nhiều lần tiêm chích cũng vậy, tốn rất nhiều. Thì chúng ta cái sử dụng cái y học cổ truyền này nè, chúng ta cũng đỡ tốn nhiều, mà một cái liệu trình nó có 1,2 triệu nha quý vị. Một liệu trình 10 ngày, tức là một ngày chúng ta tốn 120 ngàn thôi. Một liệu trình 10 ngày, một ngày uống một gói này và dán một cái miếng cao này vô trong cái chỗ xương, ngay chỗ cái thắt lưng mình đó. Nếu đau ở đâu thì dán ở đó. Thì chúng ta tốn một ngày 120 ngàn, 10 ngày 1,2 triệu. Chúng ta sử dụng khoảng 3 liệu trình thì chúng ta cảm giác là nó rất là ok. tùy cơ địa nha. Cái này thật sự Linh sử dụng, Linh cảm nhận như vậy nha mọi người. Cái này thật sự Linh muốn giới thiệu cho mọi người biết, để mọi người ấy Linh cảm nhận là sau 3 liệu trình thì nó sẽ rất là khỏe. Quý vị biết rồi, Linh dẫn chương trình chú cha, trời ơi, đứng suốt, đứng nguyên một cái cơ thể mình á. Hiện nay Linh 86 kg rồi. Linh đang nhịn 20 ngày nay nó đang xuống được 2 kg. Nhịn 20 ngày mà xuống có 2 kg à, đau buồn quá. Muốn nhịn nữa để nó xuống chừng 80 hay là 75 gì đó để nó đỡ có tác động lên cái lưng, cái xương sống nha mọi người. Mình giảm cân đi,
Nếu ai mà mập quá cũng giảm cân đi, mập quá khó chịu lắm. Linh mập lên 8-6 kg, Linh đứng đâu cũng nhức lưng hết trơn, thành là thôi giảm cân. Tùy theo cơ địa, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 3 liệu trình đến 5 liệu trình. Là phải kiên trì nha mọi người, đừng có bỏ vô chừng. Và đặc biệt là gì mọi người biết không? Nếu mà sử dụng an cốt nam á, thì chúng ta sẽ cử nè, cà nè, bột nè, các loại động, các mỡ loài động vật nè, các nội tạng động vật nè, các hải sản có vỏ nữa. Thành ra là mọi người cũng chú ý cái điều đó. Phẫu thuật cũng đau mà châm cứu cũng đau, thôi giờ mình uống thử cái liệu trình này đi ha. Chúng ta sẽ đến với hai cái Linh xin nhắc lại hai cái địa chỉ, đó là 100 ở Hà Nội nha, cái nhà thuốc y học cổ truyền Tâm Minh Đường ở 138 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì 325/19 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ có hai cái địa chỉ ha mọi người. Chúng ta sẽ đến hai địa chỉ đó, hoặc chúng ta liên lạc với số điện thoại 093-124-2222 để được các tư vấn viên tư vấn chúng ta rất là nhiều ha. Chúng ta nhớ là uống ăn cốt nam thì chúng ta kiêng ăn là cà, là bột mì, là chất béo nè, nội tạng động vật và các thủy hải sản có vỏ nha mọi người. Xin nhắc lại, ở đây là cái hộp ăn cốt nam, để cho mọi người xem nha. Ăn cốt nam nó hộp nó vậy nè. Đó, sẽ có một cái đĩa DVD. Một cái đĩa DVD đây để hướng dẫn, và chúng ta mở ra có thuốc cao dán và cái bịch thuốc thế này. Còn nếu đói bụng thì chúng ta ăn đào, còn nếu khát nước thì chúng ta sẽ rót trà. Nãy giờ quên nói hàng chi, nãy giờ nó khô cổ luôn. Mời mọi người uống trà nha. Đó. Mời cả nhà uống trà. Trà này là trà cũng trà thảo dược luôn mọi người, đó là Atiso. Uống rất là mát gan ha. Đây, đó là những cái chia sẻ mà Quỳ Linh mong rằng quý vị cũng như các bạn bè của mình trên Facebook á, nếu có những người nào bị đau lưng, bây giờ chúng ta hơi đau lưng chúng ta đã phòng rồi nha, đừng đợi mà đến lúc mà đau rồi á chúng ta đề phòng không kịp ở đâu. Đây, mọi người trước khi chia tay mọi người thì Quỳ Linh sẽ đàn cho mọi người nghe một bài nha. Rồi em ghé quay giùm ba coi. Cả nhà Facebook thân mến, đó là những cái chia sẻ rất là thật lòng của Quỳ Linh về một cái loại thuốc gọi là thảo dược đông y là an cốt nam nha. An cốt nam. Vậy thấy ba đau lưng mấy lần, ba đau lưng thì con có đấm lưng cho ba không? Dạ có. Con làm gì, ba kêu con làm gì? Dạ đứng lên lưng. À đứng lên lưng hả? Đứng làm gì nữa? Đi đi tới đi lùi hả? Dạ. Đạp lưng hả? Dạ. Còn nhà đứng trên lưng? Dạ lem. Lem hả? Thôi dễ lần trước đi rồi tới ba lần. Dễ đàn một đoạn nào đó cho ba cho mọi người nghe đi. Đàn một đoạn nào đi. À, con gái của Linh. Hôm nay Linh chia sẻ với các bạn bè, các anh chị, các cô chú trên Facebook. Xin nhắc lại là thoát vị đĩa đệm là một trong những căn bệnh hết sức là nguy hiểm. Nếu như chúng ta không đề phòng
thì đến lúc nào đó hậu quả hết sức là nghiêm trọng. Chúng ta đi không được, đứng không được, ngồi không được, nằm cũng đau nữa quý vị, và thậm chí là ho cũng đau nữa, thở cũng đau nữa. Chính vì đó nên ta sẽ thất bại rất là nhiều, và chúng ta bất lợi trong rất nhiều công việc, và bất kỳ công việc nào cũng không thể thành công được. Chính vì thế nên chúng ta cần điều trị kiên trì cái bệnh thoát vị địa đệm. Điều trị phải kiên trì nha quý vị. Nếu như có sức khỏe thì chúng ta sẽ thành công. Người ta thường nói rằng lúc trẻ chúng ta bỏ sức khỏe ra đi kiếm tiền, khi đến già rồi chúng ta rồi lấy tiền để mua sức khỏe, mà lúc đó mua không được đâu. Cô Linh đã cảm nhận được điều đó cũng cả năm nay rồi, khi mà nhiều căn bệnh nó tiến triển trong người Linh đó mọi người ha. Đặc biệt là cái thoát vị địa đệm thì đau lắm, vừa đau dạ dày mà vừa đau thoát vị địa đệm nữa. Và sau khi sử dụng An Cốt Nam, vừa uống vừa dán trên lưng, vừa cũng phải kết hợp điều vật lý trị liệu, thì Linh cảm giác rất là tốt sau quá trình là năm cái liệu trình ha. Bây giờ Linh dẫn chương trình rất là ok rồi ha. Mọi người thấy Linh xuất hiện trong chương trình ha, trí lực sánh đôi nè, bạn muốn hẹn hò nè, rồi tiếp sức hồi sinh, đi khắp các bệnh viện. Linh vừa đi các bệnh viện ở Bạch Mai, Hà Nội rồi về đó mọi người ha. Rồi Linh đi các vùng sâu vùng xa để đem đến những niềm vui hạnh phúc cho nhiều người. Và Linh dẫn chương trình ca sĩ bí ẩn, rồi mẹ chồng nàng dâu, vân vân. Thì đại khái đến giờ thì Linh đã thấy cũng đỡ đau rồi, mà không biết mình làm quá nó đau nữa không. Nhưng chắc sắp tới chắc Linh cũng tạm ngưng một vài chương trình để giữ sức khỏe thôi mọi người ơi ha. Thôi, đó là một vài tư vấn với mọi người. Nhớ sử dụng An Cốt Nam và liên lạc với địa chỉ Linh sẽ ghi ở trên Facebook ha. Mọi người chú ý là chúng ta phải phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng để thoát vị địa đệm nó vướng vào người, nó rất là khổ. Và điều trị kịp thời, điều trị kiên trì với An Cốt Nam là một trong loại thuốc đông y gia truyền rất là tốt. Và địa chỉ liên lạc thì chúc Linh sẽ ghi trên Facebook, đọc mấy lần rồi. Mọi người cứ đi thoại đến đó thì sẽ được các tư vấn viên tư vấn rất là kỹ càng. Chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên người thân và bạn bè của mình nhé. Chào mọi người đi thật dễ. Chúc mọi người một đêm sao? Chúc mọi người một đêm vui vẻ. Rồi bây giờ con quay ba đi, ba đàn chút xíu ba. Nhớ về biển, em gửi anh câu hát. Nhớ về mây, em gửi mây vầng thơ. Nhớ về rừng, em gửi anh câu hát. Cách xa bồi hồi, lòng vẫn không yên. Quên, có con gái của bồ, gái đờn bài nào giới thiệu mọi người các coi. Bài dài quá. Bài nào đoạn cũng được nữa con. Nào, ở nhà thì ba cha con những cái buổi tối này cũng quay quần bên nhau ha. Đoạn nhỏ thôi nha. Rồi, ok, đây con viết. Đấy, cho em chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Rồi, ra đi con. Bắt đầu. Thank you.
À, bánh na gì đi. Có hai bài nào chị, bài nào hai chị em đàn chung không? Không. Có hả? Không, nhưng mà có một bài, bài trẻ con đó. Ừ, trẻ con cũng được. Ừ. Kể ra thử coi. Con rất nhiều rồi, giờ tới ba thử coi. Cầm bê, cầm bê ba. Thấy chưa, thấy chừng bấm lòn á, thấy chưa, thấy bài chưa, thấy chưa? À, ok. Thấy không ổn à, thua con à. Nãy giờ chắc cũng lâu rồi ha cả nhà ha. Một lần nữa thì xin nhắc lại nha, ăn cốt nam, đây cơ hộp ăn cốt nam cho mọi người. Chúng ta sẽ theo cái địa chỉ gọi là phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Minh Đường 138 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì là 325/19 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là mọi người chú ý nha. Số điện thoại chúng ta sẽ có số điện thoại để mọi người liên lạc. Theo số điện thoại là Linh sẽ ghi ở trong ấy nha mọi người. Để coi xuống có cái cà phê zip nữa nè. Đây. Hotline ở Hà Nội. Mọi người thấy nha. Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hà Nội. Có hai cái địa chỉ. Đây, cho mọi người xem hai cái địa chỉ luôn nha. Để đây cho nó rõ đi. Đây. Phòng y học cổ truyền An Dược tại thành phố Hồ Chí Minh, hotline là 028, đó mọi người đọc kỹ nha, 0286683125. Còn miền Bắc á, y học cổ truyền Tâm Minh Đường, hotline đó, mọi người thấy không đó, rất là rõ ràng nha. Phòng y học, phòng chẩn trị học cổ truyền, nhà thuốc An Dược chúng con. Rồi, một lần nữa thì chúc cả nhà sức khỏe. Nhớ là chúng ta phải đau lưng thì phải đi điều trị nha, đừng để thoát vị đi đệm nha. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Một buổi tối trôi qua rất là nhanh. Hy vọng rằng mọi người sẽ có những giây phút ấm áp bên người thân và gia đình. Nhưng chúng tôi nhớ là phải kết nối, sẻ chia, kết nối các thành viên gia đình lại với nhau để cùng ngồi lại với nhau. Chứ bây giờ tối thế nơi là ba cái điện thoại, mẹ cái điện thoại, con cái điện thoại, vợ cái điện thoại, chồng cái điện thoại, mỗi người ôm cái điện thoại, gọi là check in ở trên đó, rồi coi tin tức trên đó, không ai nói chuyện với nhau hết trơn á. Mất đi cái tình cảm rất nhiều ha. Người ta nói rằng công nghệ phát triển thì nó xã hội phát triển, công nghệ phát triển, khoa học thì phát triển, tất cả mọi được phát triển, nhưng nó lại tỷ lệ nghịch với sự phát triển của xã hội, sự tỷ lệ nghịch với sự phát triển của tình cảm gia đình thì không nên mọi người nha. Hy vọng là nó sẽ phát triển gọi là tỷ lệ thuận, tức là khoa học tất cả mọi thứ phát triển, mọi người lao vào kiếm tiền, mọi người mong muốn rằng sẽ có tiền nhiều, sẽ có cơ hội, sẽ có đủ thứ, nhưng khi chúng ta nhìn lại, chúng ta không còn một, mất đi rất nhiều cái tình cảm bạn bè, người thân, mất đi nhiều cái tình cảm sẻ chia, ha, mất đi nhiều cái thời gian để chúng ta sống chậm lại. Nhớ sống chậm lại lên mới nhớ rằng sau một mấy ngày đi du lịch cùng với công ty du lịch Việt đó, của Linh cảm giác rằng sống chậm lại nên chút xíu nó hay lắm mọi người. Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta ngồi uống ly cà phê, chúng ta không có điện thoại, không có Facebook, không gì hết. Chúng ta cảm giác chúng ta thương nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn và nhớ nhau nhiều hơn nữa. Và nó nhớ tất cả nhiều cái kỷ niệm hơn nữa. Nên mọi người cũng nên có một ít thời gian để sống chậm lại, để chúng ta sống tình cảm với nhau nhiều hơn mọi người nha. Và nhớ có chuyện gì hay thì ta cùng chia sẻ trên Facebook, để mọi người có thể có nhiều cái thông tin hay hơn, có nhiều cái gọi là kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người trên Facebook đã luôn like và comment của Linh. Linh là like dạo đó, nào Linh cũng dài like, thậm chí là comment mà Linh trả lời một lần mấy ngàn comment cũng trả lời hết luôn đó mọi người ha. Nhiều khi thức tới 2-3 giờ sáng trả lời comment, sáng già rồi 5-6 giờ sáng thức dậy trả lời comment là like. Nói tóm lại là yêu cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn những tất cả mọi người đã luôn luôn đồng hành và chia sẻ like và comment gửi lên trên Facebook. Chúc cả nhà thật vui vẻ hạnh phúc, và cũng đừng có phí sức nhiều quá, hãy giữ gìn sức khỏe của mình, để chúng ta có sức khỏe chúng ta sẽ thành công. Không có sức khỏe chúng ta không làm được gì hết, và đặc biệt là đừng để căn bệnh thoát vị đĩa đệm nó vướng vào người, khổ lắm. Mà lỡ ai chưa có hoặc là có rồi, đã chẳng may có rồi, chúng ta hãy liên hệ đến An Quốc Nam ha, và chúng ta có thể điều trị cho nó tốt, dứt điểm, điều trị kiên trì, và điện thoại để được tư vấn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một đêm vui vẻ hạnh phúc. Tạm biệt, bye bye. Thả tim nhiều vào, chia sẻ nhiều vào, để mọi người có thể có nhiều kinh nghiệm hơn điều trị. Bởi Linh nói nãy giờ là bệnh đa thuyết thoát vị đĩa đệm nó không chừa một ai hết, nó sẽ vướng vào chúng ta, nó sẽ tìm chúng ta, nó sẽ tìm cách tấn công chúng ta từ lúc 25-27 tuổi cho tới càng cao tuổi càng nặng luôn. Thành nó đề phòng từ ngay bây giờ nha mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe, tạm biệt.